Biến động thượng tầng VinFast, ông Phạm Nhật Vượng trực tiếp ra trận. Trên cương vị Tổng giám đốc VinFast, ông Phạm Nhật Vượng sẽ trực tiếp quản lý các hoạt động vận hành bao gồm sản xuất toàn cầu, bán hàng và chiến lược thị trường. Hãng xe điện VinFast trong sáng nay, mùng 6 tháng 1 vừa công bố thay đổi trong bộ máy lãnh đạo với việc ông Phạm Nhật Vượng, nhà sáng lập kiêm chủ tịch VinGroup Công ty mẹ của VinFast chuyển từ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị VinFast sang đảm nhận vị trí tổng giám đốc VinFast thay thế cho bà Lê Thị Thu Thủy. Ông Phạm Nhật Vượng cũng sẽ tiếp quản vị trí giám đốc điều hành, đồng thời bà Lê Thị Thu Thủy chuyển từ vai trò tổng giám đốc VinFast sang đảm nhận vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Trên cương vị tổng giám đốc VinFast, ông Phạm Nhật Vượng sẽ trực tiếp quản lý các hoạt động vận hành bao gồm sản xuất toàn cầu, bán hàng và chiến lược thị trường. Công ty cũng công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lan Anh làm giám đốc tài chính mới thay thế cho Davis Manfield. Bà gia nhập tập đoàn VinGroup từ năm 2020, từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại tập đoàn và các đơn vị thành viên như phó tổng giám đốc tài chính và vận hành, giám đốc tài chính của công ty cổ phần VinES Energy Solution. Sự thay đổi này tại VinFast trong bối cảnh công ty này tuyên bố bước sang giai đoạn phát triển mới. Cụ thể hãng cho biết sau khi thâm nhập thành công vào thị trường bắc mỹ và niêm yết trên sàn chứng khoán mỹ hội đồng quản trị vinfast xác định rằng đây là thời điểm thích hợp để sắp xếp lại vai trò của các thành viên lãnh đạo để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển kế tiếp bà lê thị thu thủy nêu với nền tảng sản xuất vững mạnh mạng lưới phân phối ngày càng phát triển và sự hỗ trợ của đội ngũ nhân sự tài năng vinfast có điều kiện thuận lợi để tăng tốc mở rộng trên toàn cầu Tôi thực sự tin tưởng rằng VinFast sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ nhờ tài lãnh đạo và sự nhạy bén trong kinh doanh của ông Phạm Nhật Vượng. Tôi rất mong sớm tiếp tục làm việc cùng ông Phạm Nhật Vượng và đội ngũ lãnh đạo trong vai trò mới để dẫn dắt và thúc đẩy sự phát triển liên tục của VinFast." Bà Thủy nhấn mạnh. Bà Thủy cũng chia sẻ thêm, dù chức danh thay đổi nhưng bà vẫn sẽ tiếp tục tương tác với các đối tác bên ngoài và các hoạt động huy động vốn của VinFast hội đồng quản trị vinfast đánh giá ông phạm nhật vượng là người phù hợp nhất với vị trí tổng giám đốc toàn cầu của vinfast bởi ông có bề dày kinh nghiệm quý báu đúc kết được từ việc sáng lập và phát triển vinfast ông phạm nhật vượng cũng là người lãnh đạo vingroup tập đoàn đa ngành lớn nhất việt nam với các doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực từ công nghiệp công nghệ bất động sản đến dịch vụ